Ôi, chào các bạn ha. Hôm nay ăn dưa leo với trứng húp này. Cái dưa leo đây cũng tuyệt vời, ăn dưa leo trứng húp. Mời các bạn ha. Nay mình thử dưa leo trứng húp này. Có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tấm. Nóng nè. Nó chưa đến chấm luôn. Lưu nhà trồng rồi nó sạch sẽ. Dưa ngon ngọt à. Bây giờ cái trứng này trứng hấp cũng mà cũng dẻo mà ăn dưa dưa leo lại đậu rầm. Ngon mà. Chấm muối chanh ngon thì ngon.
hơi cho xuống đây. Trứng này là trứng không cù các bạn ạ. Ông trứng này to đỡ không? Ngon quá, dưa hay ngọt lắm, dưa này rất là ngọt, dưa lem mua tư á, ăn là ngọt.
Không ăn thôi. Trứng này sao ăn đó, nó còn đỡ không à? Ngon à? Dừa vào hay vào không? Bây giờ có cái trứng này có nước khớp, trứng kia nó khô, trứng này có nước.
Ôi, đứng sâu thì ngon.